Thưa quý khán giả, các cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức nhằm mục tiêu tìm kiếm và phát triển những dự án tiềm năng, đồng thời hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, hứa hẹn nhiều triển vọng. Tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2024, hai em học sinh vùng biên Hồng Ngự với dự án giải sinh học từ giỏ quýt được đánh giá là có tính sáng tạo mới lạ, đã xuất sắc đoạt giải nhất. Dự án này rất có ý nghĩa đối với môi trường. Để tìm hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Những chiếc ví thắt lưng này là sản phẩm sáng tạo của Nguyễn Thiện Nhân và Quỳnh Ngọc Hân, học sinh trường Trung học Phổ thông Hồng Ngự 3. Nhìn qua một lượt, khó mà nhận biết nguyên liệu làm nên những sản phẩm này là từ vỏ quýt, thứ thường bị bỏ đi. Sản phẩm của chúng em được đánh giá cao bởi vì tính độc lạ và tính sáng tạo của sản phẩm so với các sản phẩm đã có trên thị trường khác. Nó nhằm thay thế cho vải da động vật. Đây là một cái điều mà chúng ta có thể gọi là để bảo tồn được những cái loài động vật quý hiếm trước cái nạn săn bắt để mà lấy da. Điều này cũng góp phần vào cái khả năng cạnh tranh của tụi em so với các sản phẩm còn lại. Sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, có vùng đất Lai Dung nổi tiếng với sản lượng quýt hồng dồi dào. Tuy nhiên, trong quá trình canh tác, không tránh khỏi những trái quýt kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn. Hai bạn quyết định sử dụng phế phẩm nông nghiệp là giỏ quýt để thử nghiệm. Việc sử dụng giỏ quýt Lai Dung có ý nghĩa trong việc góp phần phát triển lợi thế tỉnh nhà. Đồng thời, sản phẩm khi làm ra cũng có giá thành hợp lý, dễ sở hữu. Bạn xuất thân từ một gia đình là nhà nông và bạn có cái trăn trở là bạn muốn tận dụng triệt để những cái phế phẩm nông nghiệp. Còn em thì em xuất thân từ một cái gia đình có cái nghề truyền thống là nghề may và em cũng muốn kiểu như tìm ra một cái thể loại vải mà nó phù hợp với thị hiếu của mọi người cũng như là nó an toàn với môi trường hơn. Từ đó thì em với bạn có cái cơ duyên là gặp với nhau và tụi em cùng có một cái ý tưởng là tạo nên cái vải sinh học từ vỏ quýt. Dự án được bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2023 đến nay dưới sự hướng dẫn của cô Hồng Nga, giáo viên môn hóa học của trường. Sau khi sấy khô vỏ quýt, các bạn đem xay nhuyễn để thu được chất betin. Được sự hướng dẫn của cô Nga, các bạn trộn bột vỏ quýt với các chất hóa học an toàn, sau đó cho hỗn hợp nghỉ 24 tiếng. Công đoạn cuối cùng là thêm sợi bông gòn và đổ ra khuôn. Phơi nắng từ 3 đến 5 ngày là thu được thành phẩm. Trong quá trình làm thí nghiệm thì các em cũng có một số lần thất bại. Và qua những lần thất bại đó thì các em cũng đã rút được một số kinh nghiệm để tạo ra được những sản phẩm nó hoàn chỉnh hơn. Khi đến với cuộc thi, chúng em sẽ đến với tâm thế là mình học hỏi và mình sẽ trao dồi kinh nghiệm để mình có thể cải tiến được sản phẩm tốt hơn. Chứ không phải là để mình chỉ thi đấu với mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó thì khi nhận được giải thì cũng là một niềm vinh hạnh, cũng là một động lực to lớn để tụi em có thể phát triển được dự án tốt hơn nữa. Trong giai đoạn đầu này, đôi bạn đã hoàn thiện được công thức tạo ra sản phẩm và tiến hành quảng bá. Trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tạo điều kiện hơn nữa nếu như các em muốn nghiên cứu ở mức độ cao hơn cho hoàn chỉnh cái sản phẩm. Và đặc biệt nhà trường sẽ kết nối với những cái doanh nghiệp mà muốn sẽ nghiên cứu ở cái sản phẩm này với cái quy mô lớn hơn. May mắn mỉm cười với hai học sinh vùng biên khi dự án giành được giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2024. Ở giai đoạn tiếp theo, Thiện Nhân và Ngọc Hân sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án, tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí để tiến tới việc đưa sản phẩm ra thị trường, nhằm nhân rộng mô hình sản phẩm mới mẻ này.